Và khi độ ẩm tăng cao, các thiết bị điện tử nói chung và những thiết bị dàn karaoke nói riêng thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng nhẹ ở đây là hệ thống âm thanh, nhất là hệ thống âm thanh karaoke, nó sẽ bị lè xẹt hoặc truyền tải để tín hiệu nó bị nhiễu. Đấy. Nặng thì sinh ra những cái trường hợp như cháy, chập, hoặc là đối với những đôi loa. Nhẹ thì bong chóc sơn, là vẩy vẩy. Nặng thì bung chóc thùng. Mấy ngày nay khó chịu anh nhỉ? Ngoài trời thì nóng, nhưng mà trong nhà thì đâu đâu cũng thấy hơi nước, nền nhà, tường nhà rất là khó chịu. Nói chung là cái thời tiết nồm ẩm này nó sẽ gây cái hư hại cho điện tử rất là nhiều. Và đặc biệt là bộ dàn karaoke gia đình. Thì vấn đề này thì mình nghĩ là sẽ rất nhiều anh em quan tâm. Vâng, đúng rồi ạ. Vấn đề anh em chơi âm thanh thì Mr. G có thể chia sẻ một số cái mẹo nhỏ để cách bảo quản cái dàn karaoke trong cái mùa nó ẩm như thế này. Mr. G có thể chia sẻ cho anh em được không? Vâng, cái này thì cũng nhiều anh em quan tâm. Thì ngày hôm nay thì Zika sẽ chia sẻ luôn những cái mẹo. Đây được gọi là mẹo thôi nhé, trong quá trình sử dụng. Các bác anh em nào mà sử dụng những bộ dàn âm thanh lâu năm sẽ biết cái cách để tránh được những cái rủi ro vào những cái thời tiết như thế này. Thì xin mời các anh em vào trong showroom thì Zika sẽ chỉ những cái mẹo này. Nhanh thôi mà, ai cũng có thể áp dụng làm được nếu xem video này của Zika. Nào, xin mời vào bên trong ạ. Xin mời anh em vào trong. Và khi độ ẩm tăng cao, các thiết bị điện tử nói chung và những thiết bị dàn karaoke nói riêng thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng nhẹ ở đây là hệ thống âm thanh, nhất là hệ thống âm thanh karaoke, nó sẽ bị lè xẹt hoặc truyền tải để tín hiệu nó bị nhiễu. Đấy. Nặng thì sinh ra những cái trường hợp như cháy, chập, hoặc là đối với những đôi loa. Nhẹ thì bong chóc sơn, là vẩy vẩy. Nặng thì bung chóc thùng. Những cái này chúng ta không mong muốn phải không? Nhất là thời tiết xấu, ngừng động nhiều hơi nước thì trong hệ thống dàn âm thanh các bác đang sử dụng rất lo ngại. Và ngày hôm nay Zika chúng em sẽ chia sẻ các bác anh em hai cái mẹo rất đơn giản thôi, nhưng các em lưu ý và áp dụng theo cái công thức em chia sẻ thì sẽ tránh được hoàn toàn những vấn đề đấy. Rồi, đầu tiên đến với các thiết bị được cấp nguồn trong hệ thống dàn âm thanh cũng như các thiết bị điện tử các anh em. Nếu như cái thời tiết mà nồm ẩm tăng cao thì các anh em cứ bật nguồn lên và sử dụng cho em nhé. Nói riêng về đôi bộ dàn âm thanh này, những cái ngày đấy nếu các anh em không có hứng nghe nhạc, không có hứng hát karaoke thì cứ bật lên cho em, bật lên cho em. Cứ dùng bình thường cho em. Vì sao lại tư vấn các anh em như vậy? Vì các thiết bị này là thiết bị điện tử này. Đấy, khi bật nguồn lên thì các nguồn điện nó sẽ được chạy, nó sẽ chia và chạy qua tất cả những cái hệ thống IC và con chip. Và khi nguồn điện chạy qua đấy thì nó sản sinh ra nhiệt, thì nó tự động nó sấy khô được hết tất cả các chân mạch cũng như các vỉ mạch của nó, thì nó sẽ tránh được cái hiện tượng bị chập chạm. Đấy. Đối với các thiết bị điện tử. Và để ở nơi khô ráo thoáng mát cho em. Dạ. Còn đến với những cặp loa, các cặp loa thì các anh em biết rồi đấy, thùng của nó bằng chất liệu gỗ. Đấy. Mà khi chúng ta để mà với những khu vực ẩm thấp quá, những ngày mà nồm ẩm nhiều hơi nước mà không để ý đến nó là nó sẽ bị ngấm nước vào, nó sẽ bong chóc sơn, bị vỡ thùng. Cái đấy thì chúng ta không mong muốn đâu, nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái thẩm mỹ bên ngoài. Hay là kể cả cục loa siêu trầm cũng vậy. Cục loa siêu trầm là cái cục dễ gặp phải vấn đề đấy nhất vì chúng ta để ở dưới nền nhà. Thì những ngày nồm ẩm như thế các em lưu ý cho em tránh để ở những khu vực nào, như là cầu gầm cầu thang hay trong góc nhà. Thì những ngày đấy thì các em lôi ra cho em tí, để ở nơi khô ráo thoáng mát cho em một chút. Đấy. Hai cái mẹo cơ bản như vậy, tưởng chừng rất đơn giản nhưng nó lại cực kỳ hữu ích cho những ngày nồm ẩm như vậy, khi áp dụng cho tất cả các thiết bị điện tử hoặc là các thiết bị karaoke hiện nay. Đấy. Còn những cái mẹo nào các anh em biết thì có thể chia sẻ tại video này dưới phần comment của video. Những cái video này chúng em lên sóng các em thấy hay, thấy hữu ích, hãy chia sẻ và like cho chúng em. Và chúng em xin phép được khép lại video đây. Xin cảm ơn các anh em đã theo dõi video Zika chúng em nhé.